Em chào mọi người nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái máy của hãng Didet ha. Cái máy này là cái máy đo tốc độ vòng tua máy nha. Đo RPM. Không tiếp xúc nha mọi người. Thì cái loại này đo thì nó sẽ có một cái tia laser ha. Tia laser mà cái máy đây. Trên đây thì nó có nhiều chức năng lắm ha. Đo rất là nhiều chức năng ha, thì chủ yếu mình đo là RPM, còn mọi người về sử dụng thêm nhiều cái nữa thì mọi người nghiên cứu thêm nha. Ở đây có một cái trục ở bên trong này, nó có nhiều cái vạch này, mình gắn vào đây thì để mình đo trực tiếp ha. Gắn cái ống này vào thì mình đo số mét đó. Còn thì em chỉ có test chức năng là đo laser cho mọi người thôi nha, còn mấy cái này mọi người về tự nghiên cứu. Đây, bên tay phải của cái máy nó sẽ có một nút ha, bấm nó sẽ lên ha. Khi mình bấm giữ thì nó sẽ có một cái tia laser này, mọi người thấy không? Đó. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái cuộn băng keo màu ha. Đó. Thì khi mà mọi người dùng thì mọi người chỉ cần cắt một cái miếng nhỏ xíu thôi ha, khoảng tầm 2 mm thôi. Mọi người dán trực tiếp lên cái chỗ mà mình cần đo. Ví dụ như em đã dán sẵn đây. Một cái miếng lên cái máy mài ha, máy mài hai đá để mình đo ha. Rồi bây giờ sẽ bật máy thử, mình sẽ đo trực tiếp vào đây ha, sẽ rọi trực tiếp cái laser vào chỗ này ha. Em cắm điện nha. Rồi, cắm vào 100V này, máy bắt đầu chạy rồi ha. Tắt đi à. Giảm ha, em bật từ lại ha. Bật lên ha. Hai 990 nha mọi người, là khoảng gần 3.000 nha, gần 3.000 vòng 1 phút ha. Đó. Rồi, tắt đi thì nó sẽ thay đổi ha, tắt thì nó sẽ giảm từ từ. 2007 ha. Đó, từ ha, 2021, 2026. Từ từ nó dừng hẳn luôn ha. Từ từ nó dừng hẳn là nó sẽ không còn quay nữa luôn, thì nó sẽ về zero luôn ha. Đó. Từ từ để tụt kiểm dần ha. Thì ở trong này á, ở trong này mình sẽ có thêm những cái để đo trực tiếp luôn ha. Thì cái đầu này nè, đầu này mình gắn trực tiếp vào đây luôn ha. Rồi mình sẽ có những cái này để mình đo chống trực tiếp vào luôn ha. Đo không tiếp xúc hoặc là tiếp xúc luôn ha. Có thanh nối ha, của băng keo. Máy ha, máy thì dùng pin. Mọi người tháo cái này ra để tháo pin ha. Đó. Rồi. Mấy bữa anh em cứ kêu em kiểm tra cho mọi người thì hôm nay em kiểm tra ha. Rồi, cảm ơn nha.